Văn tương truyện có thể hiện được tinh thần võ hiệp như mong đợi hay không? Được giới thiệu đặt dự án lấy đề tài võ hiệp giang hồ với sự tham gia của hai tên tuổi quen thuộc Trần Hiểu, Mao Hiểu Đồng, văn tương truyện liệu có khả năng gây sốt hay không? Năm xưa trong giang hồ có một môn phái cực mạnh Thiên Môn, người Thiên Môn ai nấy đều thông minh tài trí, có thể vừa bảo vệ xã tắc vừa bảo vệ chúng sinh, nhưng bởi quá tài hoa nên bị khép vào tội, gây nhiễu loạn xã tắc bị triều đình hạ lệnh tiêu diệt. Lúc này người Thiên Môn chia làm hai phe phái, một bên lập nên phái Lăng Uyên, quyết không khuất phục đến đấu tranh chống lại triều đình đến cùng. Những người còn lại lập nên phái Vân Đài, chọn rời xa kinh thành và chính trị, đi theo con đường dùng trí tuệ để buôn bán. Từ đó hai phái vốn cùng một gốc, nhưng luôn đối đầu nhau, xem nhau như kẻ thù. Vân Tương Trần Hiểu là đệ tử cuối cùng do đích thân môn chủ phái Vân Đài phá lệ thu nhận. Chàng có tư chất thông minh hơn người, có tài mưu lược vô song, tâm tư thâm sâu khó dò. Nhiều năm về trước, khi Vân Tương còn là một đứa trẻ mang tên Lạc Văn Giai, toàn bộ Lạc gia bị gặp họa sát thân, chàng may mắn được một người của Vân Đài là Văn Thông cứu mạng. Văn Thông đưa chàng về Vân Đài, yêu cầu chàng rèn giũa trí tuệ, đợi khi học hành tài, rồi ông sẽ cho chàng biết về hung thủ đã hãm hại Lạc gia Trang. Tên chàng cũng được đổi thành Vân Tương từ đó. Sau 10 năm tu luyện, tâm tính và trí tuệ, Vân Tương xuống núi tìm Văn Thông. Lại hay tin ông bị người khác mưu hại, hiện đang bị bắt giam, thân thể bị đánh đập đến tàn phế. Trong thời gian này, Vân Tương tình cờ quen biết với Thư Á Nam Mê Hồ Đồng, một nữ nhân có võ nghệ cao cường. Nàng xưng là con nuôi của Văn Thông, cũng là người duy nhất còn sống sót của Thư gia. Vì có cùng mục đích giải cứu Văn Thông nên cả hai đã liên thủ. Đáng tiếc tuy thành công đưa được Văn Thông ra khỏi ngục, nhưng chưa đi được bao xa thì họ bị phục kích. Văn Thông không may qua đời khi còn chưa kịp nói hết cho Vân Tương về chân tướng vụ việc năm xưa. Với quyết tâm trả thù và tìm kiếm sự thật, Văn Tương tiếp tục lên đường. Thư Á Nam cũng đi cùng để báo thù cho cha nuôi. Đồng hành với hai người họ còn có cao thủ giang hồ chuyên nhận giết thuê Kim Bưu, Nư Quang Lân, biệt danh Kim Mười Lượng. Kim Bưu tuy thân thủ phi phàm nhưng tính tình lại khá thật thà, dễ bị dắt mũi. Dù vậy, hắn vẫn là một chính nhân quân tử, có nguyên tắc hành nghề riêng và xem trọng đại nghĩa. Điểm cuốn hút đầu tiên đến từ cốt truyện của Vân Tương Truyện. Trong những tập đầu, bộ phim tập trung chủ yếu vào khâu giới thiệu nhân vật và những bước đầu tiên của Vân Tương trên giang hồ. Phần tình cảm ít đề cập được đến, thay vào đó là những màn đấu võ, tình kế thăm dò kẻ địch và kết hào bằng hữu. Bên cạnh đề tài về ân oán giang hồ, chân tường các vụ án năm xưa, mối quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật, thân phận bí ẩn của một số người, Vân Tương Truyện vẫn đề cập đến khía cạnh tình cảm để thêm phần cảm xúc cho câu chuyện. Tình cảm này bao gồm cả tình bằng hữu lẫn tình yêu. Vân Tương Truyện có một hệ thống nhân vật khá đông, vì bối cảnh là chốn giang hồ tấp nập. Tuy vậy, mỗi người xuất hiện đều để lại được những ấn tượng đặc sắc riêng, bởi thế khi xem khán giả không bị rối, khó nhớ hay khó phân biệt. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.